Đột nhiên thấy những cái điềm báo này chứng tỏ gia chủ sắp giàu to, thần tài văn lộc, tiền bạc đầy nhà. Hoan hỉ chào đón quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy may mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ về kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, đã bao giờ bạn từng mong ước cái sự may mắn và thành công sẽ đến với mình hay chưa? Tôi dám chắc rằng có rất nhiều người trong số chúng ta đều mong muốn điều này. Thế nhưng khi cơ hội đến thì không phải ai cũng biết cách nắm bắt và cứ như thế để cơ hội vụt qua rồi mới hối tiếc. Rồi nhiều người bắt đầu băn khoăn tự hỏi, vậy đâu là những dấu hiệu của sự may mắn, của sự giàu sang phú quý trong cuộc đời? Để giúp quý vị và các bạn chủ động hơn trong cuộc sống của mình và không bỏ lỡ bất kỳ những thời cơ nào sắp tới, trong video ngày hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Dấu hiệu may mắn đầu tiên là chó chạy vào nhà. Dân gian xưa vẫn có câu là gì? Mèo vào nhà thì khó, chó vào nhà thì sang. Người ta quan niệm rằng khi ai đó tặng bạn một con chó hoặc là có một con chó nào đó lạc chủ chạy vào nhà thì hãy hoàn toàn yên tâm, đó chính là một điểm lành. Theo đó, nếu mà thấy chó chạy vào nhà thì đây là một dấu hiệu rất tốt cho gia chủ trong thời gian sắp tới sẽ gặp được nhiều thành công trong cuộc sống. Đường tài vận đang lên và đường tình duyên thì sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến tốt đẹp. Trong các con vật, chó là một cái loại động vật trung thành và gần gũi với con người. Chính vì thế mà theo quan niệm tâm linh, khi chó chạy vào nhà báo hiệu cho chúng ta biết là sắp gặp những người bạn thân, những người bạn chân thật và đáng tin cậy giúp đỡ mình ở trong cuộc đời. Những người luôn giúp bạn vượt qua những cái trở ngại và khó khăn trong cuộc sống và tương ứng với những màu sắc của loài chó sẽ mang cho quý vị những cái ý nghĩa khác nhau. Thông thường, khi thấy chó có màu lông vàng vào nhà sẽ mang lại hạnh phúc và thịnh vượng, mang lại niềm vui, còn con chó có màu lông đen thì mang lại sự an toàn, giàu có, sung túc. Con chó màu lông trắng thì cũng có nghĩa là đường tình duyên của bạn cũng sắp gặp vận may và cái tình cảm vợ chồng cũng sẽ được cải thiện. Dấu hiệu may mắn thứ hai là chúng ta nhìn thấy cầu vồng và cây cối đâm chồi nảy lộc, đâm hoa kết trái. Sẽ là một điều thật may mắn nếu bạn bất chợt nhìn thấy cầu vồng. Điều này cho thấy bạn sắp được quý nhân hỗ trợ. Những cái việc đang hoặc là có dự định làm ấy thì sẽ được thuận buồm xuôi gió và sẽ thành công. Nhiều người tin rằng sinh con hoặc là kết hôn trong ngày mà nhìn thấy cầu vồng ấy thì sẽ mang lại cho bạn thật nhiều hạnh phúc. Cùng với đó thì màu xanh của lá cây cũng tượng trưng cho sự sống, cho vẻ đẹp muôn màu cùng những năng lượng tích cực mang lại cho loài người. Chính vì vậy, hình ảnh chậu cây trở nên tươi tốt, đâm chồi nảy lộc thì chính là một điểm lành cho gia đình của bạn. Những điều tốt đẹp, sức khỏe và sự giàu có cũng sẽ đang tìm đến bạn. Cái dấu hiệu may mắn thứ ba chính là bướm bay vào nhà hoặc là đậu trên người. Với những quan niệm bướm chính là linh hồn của những người đã khuất, cho nên khi có một con bướm đen vô tình đậu vào người bạn, bạn sẽ lo lắng là sẽ có điểm dữ sắp đến với bạn. Bởi vì màu đen là màu của nhiều người mặc định cho là màu không được may mắn. Thế nhưng theo quan niệm tâm linh thì bướm đen tượng trưng cho người đàn ông thân thiết với chúng ta. Vì vậy mà có một con bướm đen đậu vào người bạn thì đây là một điểm báo cho biết rằng sắp tới bạn sẽ gặp được những thành công lớn lao trong công việc cũng như là con đường thăng tiến của bạn thì cũng ngày càng được mở rộng. Khi mà có bướm đen đậu trên người thì cũng chỉ ra rằng những người trụ cột đã khuất trong gia đình thì sẽ đưa đường chỉ lối và hướng bạn đi đến thành công. Do đó khi mà gặp con bướm đen đậu vào người thì bạn cũng đừng vội xua đuổi. Nếu có một con bướm với những sắc màu sặc sỡ, đẹp tuyệt vời đang bay bỗng dưng đậu vào người bạn thì bạn cũng nên vui vì điều đó. Bởi vì con bướm có sắc màu sặc sỡ sẽ được xem như là linh hồn của những người phụ nữ đã từng yêu thương bạn. Đấy, có thể đây là một người đàn bà hay là người mẹ đã quá cố của bạn. Không phải bỗng dưng mà những con bướm ấy lại đậu vào chính người của bạn. Đây chính là điềm báo bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trong các mối quan hệ xã hội hay là các mối quan hệ tình cảm của bạn cũng sẽ được cải thiện. Vì vậy mà bạn đừng quá lo lắng khi mà có bướm đậu vào người. Thay vào đó hãy nở một nụ cười thật tươi để chờ đón những điều may mắn và về hạnh phúc gia đình của bạn. Hay là những chuyện tình cảm, chuyện hạnh phúc gia đình của bạn sẽ có nhiều chuyển biến tốt trong thời gian sắp tới. Đây còn là điểm báo nói về cái thời vận của bạn sắp đến. Bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công và đặc biệt là vấn đề về tiền bạc. Điểm báo thứ tư là bỗng dưng gặp rắn. Đấy, là dấu hiệu của sự may mắn. Có thể bạn sẽ cảm thấy lo lắng, sợ hãi khi gặp rắn. Nhưng đây cũng là một trong những điểm báo mà bạn sẽ gặp được may mắn đấy. Nếu bạn đang gặp rắn trong khu vườn của nhà bạn, bên trong ngôi nhà của bạn hoặc ra đường, nó có nghĩa là có một cái gì đó hoặc có ai đó quan trọng sẽ đi qua cuộc đời của bạn. Trong thời gian sắp tới, bạn sẽ gặp được quý nhân giúp đỡ. Vì thế khi gặp rắn, bạn đừng cố gắng xua đuổi hoặc gây tổn hại cho chúng, bởi vì bạn sắp có được cái thành quả và sắp có được cái sự đền đáp xứng đáng trong thời gian sắp tới. Vận mệnh tài lộc của bạn hay cả gia đình chuẩn bị tốt lên, mọi sự sẽ được suôn sẻ và may mắn.
Ngoài ra, khi bạn cố tình giết hoặc xua đuổi những loài rắn này, khi bạn gặp thì bạn có thể gặp phải những cái xui xẻo. Vì rắn có liên kết tới một số mặt về tâm linh, về tinh thần. Nó thường tự trốn đi khi nó ý thức được cái sự hiện diện của con người. Dấu hiệu thứ năm là phân chim rơi vào đầu. Nghe thì có vẻ rất là vô lý, nhưng đây cũng là một trong điềm báo may mắn mà bạn sẽ gặp trong cái thời gian sắp tới. Bởi lẽ chim được xem là dấu hiệu của tin vui, mang lại những điều tốt lành đến với gia đình. Bởi người ta tin rằng đó chính là dấu hiệu của sự giàu có đến từ thiên nhiên. Dấu hiệu thứ sáu là bạn được cho tiền vào những ngày may mắn. Vào những ngày may mắn, những dịp lễ Tết đặc biệt hoặc những dịp sinh nhật, v.v. mà được ai cho tiền ấy, thì bạn cũng nên vui mừng. Không chỉ bởi giá trị của vật chất của tờ tiền đó, mà đây là một cái dấu hiệu chắc chắn rằng trong thời gian sắp tới bạn sẽ gặp được những cái may mắn về tài lộc, về tiền bạc. Những ngày được coi là may mắn đó là những ngày mùng 1 trong tháng hay là những ngày rằm, những ngày mà bạn được trả nợ hoặc có ai đó đem lại cho bạn những cái tin tốt lành, có lợi lớn hoặc là mang lại một cái dự án gì đó trong cái công việc, thì đó được coi là những cái đồng tiền may mắn. Chính vì thế mà bạn đừng từ chối những đồng tiền này. Nó sẽ mang lại cho bạn những cái cơ hội may mắn tiếp theo. Quý vị thân mến, các dấu hiệu may mắn trong tự nhiên thường rất tình cờ nên chúng ta sẽ vô tình bỏ qua mà không hề hay biết. Phần vì cái điều này xuất hiện ở trong môi trường bên ngoài chúng ta nên là chúng ta không mấy bận tâm. Vậy còn những dấu hiệu may mắn xuất hiện ở bên trong cơ thể thì sao? Liệu có dễ dàng hơn để chúng ta nhận biết hay không? Hãy cùng Phong Thủy May Mắn tiếp tục tìm hiểu trong cái phần tiếp theo của video. Những điều mà may mắn tiếp theo này. Thứ nhất là mắt trái giật liên hồi. Xét theo cái góc độ tâm lý học thì mắt trái và mắt phải giật liên hồi là dấu hiệu của sự làm việc quá mệt mỏi hoặc là sự căng thẳng, cần phải được nghỉ ngơi. Nhưng ở góc độ tâm linh thì đây lại là dấu hiệu của điềm báo trước. Đặc biệt nếu bạn thấy mắt trái giật liên hồi thì chứng tỏ đây là điềm báo may mắn sắp đến với bạn. Công việc của bạn sắp có tin vui, được tăng lương, được thăng chức, là cái cơ hội hoặc là cái một cái cơ hội làm ăn nào đó, hoặc là gì nhiều người đã từng được bạn giúp trước đây sẽ tương trợ bạn trong thời gian sắp tới. Chỉ vài ngày nữa thôi thì tin vui sẽ đến, cơ hội kiếm tiền ngày càng nhiều, chuyện tình duyên cũng vô cùng là rực rỡ. Hôn nhân của bạn đang viên mãn, vui vẻ nhận được sự yêu thương từ người bạn đời. Người chưa có gia đình thì sẽ gặp được cái chuyện nhân duyên như ý. Cái điểm báo thứ hai là gì? Cái lông tơ trên những cái nốt ruồi nào đó bất ngờ dài ra. Hình dáng của nốt ruồi ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh của bạn. Nếu như lông tơ của nốt ruồi nào đó trên cơ thể bạn đột nhiên dài ra thì đó là dấu hiệu của sự giàu có và may mắn. Những người có dấu hiệu lông ở các nốt ruồi mọc bất ngờ thì chắc chắn rằng công việc của bạn sẽ suôn sẻ, cơ hội kiếm tiền thì đang mở rộng chờ đón bạn. Trong thời gian gần đây thôi thì bạn sẽ được thăng quan tiến chức. Không chỉ vậy, bạn sẽ gặp được những người tri kỷ như ý giúp đỡ bạn trong công việc trong thời gian sắp tới. Thứ ba là sắc mặt và thần thái bỗng nhiên bừng sáng. Bạn có biết rằng cái sắc mặt và thần thái không chỉ giúp họ nhận ra được tình trạng sức khỏe mà còn có thể là biết được về vận may trong thời gian sắp tới như thế nào. Đối với những người phải đối mặt với căng thẳng phiền não, sắc mặt đột nhiên tối sầm, ấn đường nhợt nhạt, nhìn chung cả gương mặt đều tái nhợt đến bất ngờ. Tuy nhiên, nếu như sau một đêm ngủ dậy, bạn chợt thấy sắc mặt mình thay đổi dần, ánh mắt long lanh và tinh anh, nhìn vào gương thấy được sức sống mãnh liệt tỏa ra thì xác định rằng bạn sắp gặp được nhiều cái điều may mắn trong thời gian ngắn nhất. Đặc điểm này cho thấy là cái tâm trạng của bạn đang dần tốt lên và cơ hội tốt đang chờ đón bạn. Trước mắt thì chỉ cần dũng cảm tiến lên phía trước và nắm bắt lấy những cái cơ hội thì khi đó bạn có khả năng tạo được một cái khối tài sản khổng lồ như là mơ ước. Thứ tư là những dấu hiệu phát tài ở má. Thực ra chúng ta có thể nhìn vào má và đoán được cái vận mệnh và cái vận trình sắp tới của một con người. Nếu như má lúc nào cũng hồng hào, sáng bóng thì đó là những người sắp có chuyện tốt, may mắn sắp tới, muốn cản thì cũng không được. Trong thời gian tới người đó làm gì thì cũng gặp được suôn sẻ, cuộc sống thì thoải mái êm đềm. Nhưng nếu phần má không có màu sắc gì, sắc da thì khô héo, tựa như là phủ lên một lớp màu xám xịt, thì người đó gần đây có nhiều chuyện trắc trở. Làm việc thì mệt mỏi cực nhọc nhưng cũng không đạt được những cái kết quả như ý muốn. Quý vị thân mến, hy vọng là những cái chia sẻ về những cái dấu hiệu may mắn trong chương trình sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được những cái cơ hội tốt, cũng như là may mắn trong thời gian sắp tới sẽ đến với bạn, cũng như là may mắn sắp đến với mình trong tương lai. Từ đó phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng được hanh thông thuận lợi. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.